Rồi, hôm nay xin giới thiệu với anh em, đây là lò xo của hàng tiệm 12kg nha. Hàng này hàng nhập, xo đen của hàng tiệm 12kg, chất lượng rất là tốt. Thì xe lực của nó thì đó, chiều dài là 21,5cm nha, đường kính 19,5 ly, số vòng là 31 vòng nha, chuẩn của hàng tiệm 12kg, đúng chuẩn nó là chiều dài là 21,5cm nha. Đó, còn cái lá gió thì lá gió nhập nó loại ngon á, thì anh em kiểm tra nó, mình bóp thử á, nó có độ cứng chứ nó không mềm xèo như hàng chợ, hàng rẻ là nó mềm xèo à, còn này được, nó độ cứng nè, thấy không, bóp vô cảm giác có độ cứng, cao su mới tốt. Thì lá gió nhập đây, còn anh em nào mà xài về mình bỏ vô cái ống á, đút lá gió vô nè, nó hơi lỏng á, thì anh em chơi nó kêu rất là to, bắn nó kêu to, có theo đập rất là mạnh nhưng mà không có hơi, thì nó dễ gãy lò xo, dẫn đến dễ sắn gãy lò xo nha, bốn gãy lò xo đó, thằng tẹp 2kg trong lượng nó dễ hai bị gãy lò xo lắm, thì do này lỏng quá nè, anh em cho cái lòng mòn rồi, anh em á xài tăng cót lớn lên, trong lượng này chuẩn 26 ly, bây giờ mình tăng lên 26 ly 1, 26 ly 2, 26 ly 3 đi nha, cho nó kích hơn, thì tăng cót lên là xài lò gió silicon, đây silicon đây nha, thằng này nó trong khe này, thấy không, chất liệu này nó còn tốt hơn thằng cao su này nữa, thằng này chịu dầu tốt hơn nữa nha. Đó, tăng cót lên silicon, không phải silicon nè, anh em thấy không? Đó, thì thằng này nó có độ cứng giống như thằng nhập vậy đó. Thì kích thước mình theo cầu được, còn này do nhập về nó chỉ một kích thước thôi, 26 ly thôi. Thằng này 26 ly 1, 26 ly 2 mình được hết, yêu cầu được hết, tăng cót lớn lên nha. Thì quá hơi nó nén được thì rồi cho nó không phá rồi sao, nó không đập quậy hơi qua thép nữa. Đó, này đó silicon, anh em lưu ý là silicon là silicon là tốt mà, nhìn nó trắng nó trong nè nha, trong khe này không, còn anh em thấy một số người bán nó về mà màu hoàng khe là không được, rồi nó rất là dở, trắng trong vậy nó mới bền nè nha, cái này vô nó chịu nhiệt, chịu dầu tốt lắm, chịu ma sát tốt lắm nha. Đó, thấy không, bóp được giá có độ cứng, nhìn nó cũng vậy, nhìn bóp vô độ cứng, còn mình xèo là hàng dở đó nha, hàng giá tiền đó. Rồi anh em cần alo số điện thoại mình tư vấn cho nha.